Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Như vậy thì theo giờ Việt Nam đêm qua khoảng tầm là 3 giờ sáng thì bên nhà Samsung đã chính thức giới thiệu thế hệ Galaxy Note 10 và sản phẩm đó thì cũng sẽ được giới thiệu ở thị trường Việt Nam vào khoảng tầm là ngày 14 tháng 8 cũng như là bán ra vào khoảng tầm là ngày 23 tháng 8 mà thôi. Và ở thời điểm hiện tại thì Quang có thể thấy là rất là nhiều những hệ thống bán lẻ lớn đã bắt đầu nhận đặt hàng cái sản phẩm đó với cực kỳ là nhiều ưu đãi dành cho anh em. Và hôm nay thì mình đang có đây một phần quà đến từ hệ thống Di động Việt. Mình đã mượn về đây một cái phần quà cực kỳ khủng đến từ hệ thống Di động Việt với trị giá khi mà mình check trên website là khoảng tầm 7 triệu đồng các bạn ạ. Website chính hãng Việt Nam nha. Thì nó sẽ có mức giá khoảng tầm là 7 triệu đồng. Thì hiện tại mình đang có đây chiếc robot hút bụi với tên gọi là Elfie đến từ nhà Anker với mã là 11S. Thì khi mà mình check ở trên cái website của bên nhà Anker Việt Nam á, thì nó sẽ có mức giá khoảng tầm là 7 triệu đồng. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mở hộp cũng như là đi chia sẻ với bạn về cái máy hút bụi này để xem nó sẽ có những gì hấp dẫn nha. Mà nếu xem xong cái video ngày hôm nay mà anh em mà muốn đặt chiếc Galaxy Note 10 thì cũng đừng quên ghé qua hệ thống Di động Việt. Hiện tại thì hệ thống Di động Việt đang cho phép anh em đặt trước chiếc Galaxy Note 10. Và phần quà rất là khủng đó chính là chiếc robot hút bụi Anker Elfie này có mức giá khoảng tầm là 7 triệu đồng. Trước khi đi vào phần mở hộp thì mình cũng xin chia sẻ với bạn đó chính là chiếc robot hút bụi này thì là phiên bản chính hãng của Anker Việt Nam nha các bạn, sẽ do cái công ty xuất nhập khẩu Minh Tiến nhập khẩu về và anh em có được bảo hành nha, chứ không phải là hàng xách tay rồi là đi tặng anh em đâu, mà đây là cái phiên bản chính hãng nha. Và phần mặt trước của cái hộp thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có khá là nhiều thông tin, nhưng mà phần này thì mình sẽ chia sẻ với bạn khi mà mở hộp cái sản phẩm này ra, bởi vì nó có một cái kích thước lớn cũng như là vì đây là một cái máy hút bụi cho nên là hôm nay thì mình đã để nhà nó hơi bừa một chút xíu để chúng ta có thể thử nghiệm luôn cái máy hút bụi này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng tiến hành mở hộp cái sản phẩm này. Đây là phần mặt sau của cái máy này. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cũng như là để xem từ bên trong của con robot này thì chúng ta sẽ có những gì nha. Đây, nó khá là lớn đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ kéo dần nó ra. Tương đối là nặng với lại nó quá là mới á. Mình vừa mượn về luôn. Mình cũng chưa vọc được con robot này. Cho nên nó tương đối là nặng. Và đây là toàn bộ những cái phụ kiện cũng như là con robot khi mà các bạn đặt trước chiếc Galaxy Note 10 ở hệ thống là Di động Việt. Chúng ta sẽ có một cái miếng xốp này. Miếng xốp này sẽ giúp bảo vệ cho con robot của chúng ta khi mà trong quá trình di chuyển. Bên trong này thì để xem nó sẽ có những gì. Đây là toàn bộ những cái sách hướng dẫn sử dụng các bạn ạ. Bởi vì đây là robot cho nên là mình khuyên là các bạn nên để lại những cái sách hướng dẫn sử dụng này để cho là tiện trong cái việc mà các bạn ráp cũng như là tiện trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Và bên cạnh này thì chúng ta sẽ có được tặng pin này. Và một cái điểm khác biệt giữa cái phiên bản mới nhất theo như mình được biết ở bên hệ thống Di động Việt á, thì thực tế là họ định tặng cái phiên bản mới nhất vừa được bên nhà Anker giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại thì bên nhà Anker Việt Nam không có cái phiên bản đó chính hãng, cho nên là bên hệ thống Di động Việt bắt buộc phải tặng cái phiên bản mà chỉ sử dụng remote thôi. Còn cái phiên bản cao cấp nhất á, thì nó sẽ sử dụng thông qua cái app thì nó sẽ tiện lợi hơn một chút xíu. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa cái bản này và cái bản cao cấp nhất thì nó cũng chỉ là cái app thôi. Đó là những gì mình biết được ở thời điểm hiện tại. Và bên này thì chúng ta sẽ có cái phần sạc này. Bên trong đây là con robot của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng để nó một bên nữa nha. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra bên trong. Bên trong này thì chúng ta sẽ có, đây là một số những cái, mình cũng biết cái này là gì thôi, hồi nữa mình sẽ đọc và mình sẽ chia sẻ bạn sau. Đây là những cái chân này để chúng ta có thể là quét bụi này. Đây chúng ta sẽ có 4 cái chân và chúng ta chỉ có gắn 2 cái thôi, còn 2 cái là chúng ta để sơ cua, mình sẽ để vào đây luôn. Bên trong này thì chúng ta sẽ có một vài cái kim gì đó, cũng không quan trọng lắm đâu. Đây là mấy cái buộc ấy mà. Và đây là cái phần đế để cho khi mà cái con robot hút bụi của chúng ta, khi mà nó hút xong á thì nó sẽ quay về đây để có thể là tiếp tục sạc này. Đây là nơi giống như ở cái căn nhà của con robot của chúng ta ấy, Elfie đấy. Wow, nhìn nó khá là đẹp các bạn ạ. Xíu nữa mình sẽ lắp vào và chia sẻ các bạn. Và đây là cái con robot hút bụi của chúng ta, con robot hút bụi Elfie. Wow, nhìn nó rất là đẹp và nó rất là sang trọng các bạn ạ. Bởi vì máy mới mà, cho nên các bạn thấy là toàn bộ mọi thứ thì đều rất là mới. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp chiếc robot hút bụi Elfie này nha. Và bây giờ sẽ chia sẻ luôn cho anh em. Và đây là toàn bộ cái con robot hút bụi Anker Elfie phiên bản 11S. Và bọn mình vừa ráp xong thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm có tính công nghệ cũng như là cái độ sang trọng rất là cao cấp này. Cái phần mặt trên của cái sản phẩm này thì mình nghĩ nó được làm bằng kính các bạn ạ. Gõ vào nó rất là do cái cảm giác là nó bằng kính. Và ẩn phía dưới lớp kính này thì chúng ta sẽ có những cái đường vân nhìn giống như kiểu là vân gỗ luôn, cũng như là cái dòng chữ là Elfie. Mình nhớ là cái con robot Elfie này nó sẽ có hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản màu đen và thứ hai là cái phiên bản màu trắng.
Và ở phía đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái đèn nút nguồn này. Và cái nút này khi mà nó hoạt động á, thì nó sẽ là màu xanh. Còn khi mà nó đang ở chế độ sạc á, thì nó sẽ là màu đỏ như thế này. Và hiện tại thì cái sản phẩm này đang ở trong chế độ sạc. Ở phía góc này chúng ta sẽ có thêm một cái điểm G để có thể là nhấn vào. Đây là cái thùng rác nha. Đây là cái thùng rác. Ở phía trên thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có thêm một cái thùng ở đây nữa. Đây, chúng ta sẽ có thể mở nó ra này. Đây là toàn bộ cái khay mà chúng ta có thể mở được nó. Đấy, ở trong này là toàn bộ cái khay nha. À, chúng ta sẽ có thêm mấy cái tấm lọc ở đây nữa. Mình sẽ thôi, bây giờ mình sẽ bỏ nó lại và chúng ta sẽ ráp nó lại. Ây da, hơi cầu kỳ một tí. Rồi, ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái ngăn. Cái ngăn này thì để cho bụi khi mà được hút phía dưới thì nó sẽ luồn vào đây. Luồn vào đây hai bên như thế này. Đây, đây là cái điểm G, khi mà các bạn nhấn vào đây á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là nhét được vào trong cái con robot hút bụi của chúng ta. Cũng rất là tiện và nó rất là dễ dàng. Và ở phía dưới thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái bánh xe này. Và hai cái bánh xe này thì nó sẽ có lò xo nha. Đây, nó sẽ có lò xo như thế này. Và chúng ta sẽ có thêm một cái bánh xe phía trước như thế này. Và đây chúng ta có thể gọi là cái chổi các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ có thể gọi là cái chổi này. Hai cái chổi này thì khi mà cái con robot này nó đi á, thì nó sẽ quét và sau đó thì cái bụi nó sẽ vào được cái phần này. Phần này sẽ là cái phần công đoạn cuối cùng để đưa rác của chúng ta có thể là vào được ở bên trong như thế này. Ngoài ra thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái phần nam châm sạc như thế này. Ở đây sẽ là phần nam châm sạc. Nó sẽ tương thích với hai cái con lăn sạc ở trong cái chỗ sạc của chúng ta ấy. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nút nguồn. Nút nguồn này thì đã được bảo vệ này. Các bạn thấy chúng ta sẽ có thêm một cái phần cao su. Và chúng ta có thể bật và tắt như thế này. Bật tắt liên tục như thế này. Đó, đó là toàn bộ cái phần thiết kế của con robot hút bụi. Và để có thể điều khiển được chú robot này thì chúng ta sẽ phải điều khiển thông qua một cái remote. Ở cái phiên bản cao cấp nhất chưa được nhập về thị trường Việt Nam á, thì nó sẽ điều khiển qua app các bạn ạ. Còn ở cái phiên bản đang bán ở thị trường Việt Nam hiện tại và cũng như là sản phẩm mà bên nhà Di động Việt tặng á, thì nó sẽ điều khiển qua cái remote như thế này. Và mình sẽ giới thiệu qua cho bạn về những tính năng trên cái remote. Nhưng để có thể sử dụng tốt nhất được cái con robot Elfie này thì các bạn nên giữ lại toàn bộ những cái sách hướng dẫn sử dụng mà hồi nãy mình có nói với bạn trước đó rồi. Thì chúng ta sẽ có chế độ auto này. Ở cái chế độ này á, thì nó sẽ tự động hút bụi cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể là bật vào cái chế độ boost. Đây là cái công nghệ ở trên cái con robot Elfie, thì sẽ giúp cho cái công suất khi mà nó hút thì nó sẽ mạnh hơn. Ngoài ra thì con có thể điều khiển được cái chú robot của chúng ta đi qua đi lại hoặc tiến lùi thông qua bốn cái nút điều hướng như thế này. Và chúng ta có thể là tạm dừng cũng như là bắt đầu cho con chú robot này bằng cái nút là start stop ở giữa như thế này. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một số những tính năng. Thứ nhất đó chính là ở phía dưới cùng chúng ta sẽ có một cái nút để giúp cho chúng ta có thể điều khiển được, chúng ta có thể tinh chỉnh được cái phần giờ ở trên này. Thứ hai đó chính là chúng ta có thể hẹn giờ cho chú robot này bao giờ thì nó bắt đầu nó đi hút bụi cho chúng ta. Đây là cái phần hẹn giờ này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút ở phía dưới. Thì cái nút này sẽ khi mà các bạn nhấn vào á, thì chú robot sẽ bắt đầu tìm đường để quay về với cái đốc sạc của chúng ta ở đây. Và ở phía bên trên này thì nó sẽ có những cái phần là ví dụ như các bạn nhấn vào nút trái như thế này nha, thì nó sẽ dọn chú robot của chúng ta sẽ xoay vòng tròn, xoay vòng tròn. Thứ hai đó chính là khi mà các bạn nhấn ở giữa như thế này thì nó sẽ hút theo cái hình là hình vuông. Nó sẽ hút theo cái hình vuông. Hay là các bạn nhấn vào như thế này thì nó sẽ hút trong cái không gian. Nói chung là nhìn nó méo méo như méo 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 á. Đó là toàn bộ những cái tính năng ở trên cái remote của chúng ta. Ở phía sau thì nó cũng có ghi một số những thông tin và mình khuyên là các bạn nên đọc nha. Và bây giờ thì mình sẽ demo cho các bạn về cái chú robot Anker Elfie này để xem thử nó sẽ hoạt động như thế nào. We'll be right back.
vừa demo cho anh em xong về cái con robot hút bụi ăn cơ Elfie dành cho những bạn nào đặt trước chiếc Galaxy Note 10 ở hệ thống di động Việt. Và các bạn thấy là cái sản phẩm này thì có khá là nhiều những tính năng khá là thông minh này, như là chúng ta có thể là hẹn giờ cũng như là chúng ta có thể điều khiển nó thông qua cái remote. Đáng tiếc là chiếc máy này thì nó lại không giúp cho chúng ta có thể điều khiển được qua app. Và một cái điểm mà các bạn cần lưu ý là các bạn đọc sách hướng dẫn sử dụng, mà chúng ta sẽ có một số những khuyến cáo. Thứ nhất đó chính là chúng ta không nên để có những cái vật cản quá là nhiều, bởi vì nếu mà để vật cản quá là nhiều thì cái máy này nó cũng không đủ thông minh để chúng ta có nó có thể nhận biết được. Thứ hai đó là cái sản phẩm này thì nó sẽ có thể nhận biết được cái phần cầu thang, ví dụ như là nó đến đó nó có khoảng trống và nó nhận biết được có cái cầu thang đó và nó sẽ tự động thụt lại, cho nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và mình khuyên là các bạn nào mà muốn sử dụng cái này tốt á, thì bọn mình chỉ là demo nhanh cho anh em thôi, cho nên là các bạn nào mà muốn sử dụng tốt thì các bạn cần đọc sách hướng dẫn sử dụng kỹ hơn trước khi mà sử dụng cái con robot ăn cơ Elfie này. Và các bạn muốn nhận cái con robot ăn cơ Elfie này thì đừng quên là click vào cái đường link của hệ thống di động Việt để có thể đặt trước chiếc Galaxy Note mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu còn thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Còn bây giờ bye bye.